Thưa quý vị, khi dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới, người tiêu dùng các nước từ Trung Quốc đến Mỹ trở nên tiết kiệm và thận trọng hơn, không còn phung phí tiền vào những thứ không cần thiết. Tại Việt Nam, dù đại dịch đã được kiểm soát, nhưng thói quen chi tiêu của nhiều gia đình đã có sự điều chỉnh. Trước đại dịch COVID-19, chị Ánh Tuyết thường ăn sáng ở ngoài, sau đó gặp gỡ bạn bè uống cà phê. Thế nhưng hiện nay, chị tự nấu ăn sáng và pha cà phê tại nhà. Những thú vui mua hàng xa xỉ chị cũng cắt giảm. Ở đợt dịch vừa rồi mình nghĩ rằng là không những mình ảnh hưởng mà rất nhiều người bị ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng vì là cách ly trong một thời gian rất là dài, thế nên là kinh doanh buôn bán là bị đình trệ. Thế nên là mình hoàn toàn gần như không bán được hàng trong cái thời gian mà Covid xảy ra. Thế nên là sau Covid thì mình cũng đã phải cắt giảm chi tiêu rất là nhiều do bị ảnh hưởng bởi đợt dịch. Đơn giản như bình thường sáng ra thì mình sẽ đi ăn sáng rồi đi uống cà phê rồi mới thong thả đến chỗ làm. Nhưng hiện tại như bây giờ thì thường là mình sẽ mua đồ về, sau đó là uống cà phê tại nhà, mua cà phê về pha. Ngoài ra thì tất cả các khoản khác, ví dụ như là mua sắm, làm đẹp thì mình cũng hạn chế. Với gia đình bà Châu, chi tiêu giờ cũng tối giản. Những chi phí không thiết yếu, bà cắt giảm hết. Bữa ăn của gia đình giờ lượng thịt cũng ít đi. Đợt Covid thì cũng gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng. Thì trước đây thì chi tiêu nó có khá hơn, nhưng bây giờ thì sau cái đợt này thì chúng tôi cũng phải cắt giảm. Ví dụ như ngày xưa thì ăn một cân thịt thì bây giờ chỉ ăn nửa cân. Còn rau gì cũng giảm, bởi vì nói chung nó kèm theo cả nhiều thứ. Nền kinh tế của gia đình nó ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng đến chi tiêu, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Thì ví dụ như hàng ngày thường thường thì chiều đến đi uống bia, bạn bè đi uống bia, đi làm về thì đi uống bia hoặc là nhậu nhàn tí. Thế bây giờ những cái thứ đấy là phải cắt giảm nhiều. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 4, Việt Nam có gần 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, nghỉ luân phiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số lao động thất nghiệp trong quý 1 năm nay khoảng 1,1 triệu người, tăng nhanh so với quý trước. Chính điều này đã khiến người dân phải thận trọng hơn khi chi tiêu. Các cái hoạt động chi tiêu này nó chủ yếu phục vụ cho tiêu dùng cá nhân thiết yếu, nó giảm thiểu các cái tiêu dùng mang tính chất xa xỉ hoặc là những cái tiêu dùng mang chất gọi là hướng ngoại khác, và đây như là một trong những cái phản ứng của thị trường, của người dân trước bối cảnh mới. Cũng theo các chuyên gia, xu hướng chi dùng tiết kiệm thậm chí sẽ còn tiếp tục kéo dài. Người tiêu dùng sẽ nghĩ nhiều đến việc dự phòng rủi ro, họ sẽ hạn chế những chi tiêu không thực sự cần thiết để bỏ ra một khoản tài chính nhằm sẵn sàng cho các tình huống đột xuất của bản thân và gia đình.